Xin chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang được nhìn thấy những ảnh trực tiếp từ sân vận động Kenilworth Road, nơi diễn ra trận đấu giữa Luton Town và Wolverhampton. Chidoze Opane cũng là một trong những tân binh mới tới với Luton Town. Trận thắng duy nhất của Wolverhampton cho tới lúc này đó là thắng lợi với tỷ số là 1-0. Hàng ngự của Wolver đang chơi rất tập trung và đó là pha đẩy bóng của Jose Sa. Vẫn đang là cao thủ Luton Town, có thể dứt điểm. Cú lật mắt nhưng không có bàn thắng. Đó là một pha xoay sở rất hay và dứt điểm cũng rất tốt của Captain Morris đã có được một pha dứt điểm rất hay. Tình huống xử lý tốt của Captain Morris để vượt qua được cầu thủ bên phía Wolverhampton và cứa lỏng. Jose Sa đã không thể làm gì nhưng cột dọc đã thay phần của Jose Sa rồi. Và phát động tấn công rất hay của Luton Town. Cố không được. Pha chọc khe của cầu thủ bên phía Luton Town, đưa bóng vào, Jacob Lowe đánh đầu không được. Ôm gọn được trái bóng. Một tình huống xẻ nách rất tốt của cầu thủ bên phía Luton Town. Người đã thoát xuống ở pha bóng vừa rồi đó là Doughty. Một đường truyền có điểm rơi. Tuy nhiên thì cú đánh đầu là chưa đủ lực. Người vừa đặt bóng lại là Lockyer. Ngay lập tức thì Bellegarde đã giành lại cửa sóng cho Wolverhampton. Lockyer đang bị đau. Và chúng ta hãy cùng chờ tình huống quay chậm để hiểu rõ hơn điều gì đã xảy ra. Sau pha tranh chấp vừa rồi và một chiếc thẻ đỏ đã được rút ra rồi. Phản ứng phi thể thao như thế này cần phải bình tĩnh và kiềm chế hơn. Và đúng là trọng tài vẫn sẽ giữ nguyên quyết định của mình. Rất nguy hiểm, một đường chuyền không quan sát. Và Kevin đã vừa phải cứu thua cho Quest Dawson trước khi chuyền về. Một tình huống mà Quest Dawson đã không thể nhìn vào đồng đội của mình ở phía sau. Mà đó là một đường chuyền theo cảm giác. Đúng là anh không đánh mắt về phía của thủ thành Jose Sa mà chỉ đánh mắt về phía của Kinman. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ đều có thể rất nguy hiểm ở phía sau. Jose Sa chắc chắn không hài lòng. Và Quest Dawson, đặc biệt là sau khi cầu thủ Wolverhampton bị mất người, dứt điểm ngay. Chưa đủ độ khó để hạ gục Jose Sa. Một đường chuyền về rất bất cần của Nelson Semedo. Captain Morris cội dành cho Luton Town. Rất hay, không vào. Đó là một pha phối hợp tốt giữa Obiang và Captain Morris. Sau đường chuyền sai bất cẩn của Semedo thì đó là một cội phản công không thể tuyệt vời hơn dành cho Luton Town. Obiang đã có được một đường chuyền vào tốt. Tuy nhiên thì pha bay người đánh đầu này của Captain Morris không chiến thắng được trước Jose Sa. Jose Sa vẫn là một chỗ chặn thật sự đáng tin cậy. Tình huống cứu thua rất tốt của thủ môn người Bồ Đào Nha với một pha dứt điểm cận thành như thế này. Jose Sa quả thật là một chốt chặn tin cậy nhưng có quá ít người ở phía trên. Pedro Neto sử dụng tốc độ của mình, anh đã vượt qua được Kyle Locker. Pedro Neto, Neto vào! Một bàn thắng mà tất cả những gì mà các cổ viên luôn và toàn sẽ nhắc tới đó là tốc độ, là sự khéo léo và là sự quyết tâm của Pedro Neto. Một mình anh đã làm nên bàn thắng này dành cho Wolverhampton. Trong thế thiếu người thì cầu thủ Wolverhampton vẫn có một ngôi sao, đó là Pedro Neto. Quá xuất sắc ở tình huống này. Một mình anh đã làm nên tất cả. Tốc độ của anh đã làm nên bàn thắng. Một đường chuyền sai của Doughty và ngay lập tức là một pha phản công rất nhanh. Những đường chuyền này thì không hề dễ một chút nào. Tất cả phải nhờ Pedro Neto. Một tình huống mà Lockyer hoàn toàn bị vượt qua. Và sau đó thì Berkey lùi về bọc lót cũng không thể kịp nữa rồi. Lockyer tỏ ra quá chậm một tình huống này so với Neto. Neto xử lý quá hay. Một cái lắc người để tìm ra một góc sút thuận lợi. Anh đã nhìn thấy Berkey lao về. Một cái lắc người thôi để mở ra góc sút rộng. Và sau đó là một cú sút trái phá. Một cú sút đã không cho thủ thành Kaminski bất kỳ cơ hội nào. Nguy hiểm, vẫn không vào. Liên tiếp là những cú dứt điểm của cầu thủ Wolverhampton của Cabore. Và chúng ta cùng xem lại pha đá phạt này của Neto. Bóng rất xoáy. Hai cú dứt điểm liên tiếp, đầu tiên của Lemina và sau đó là của Kinman.
tình huống mà Lê Minh A đã đánh đầu bóng đi vào góc gần và sau đó thì Kinman cũng dứt điểm. Doughty dứt điểm ngay, không vào. Đến từ Doughty. Tuy nhiên thì bóng đã không đi trúng đích. Sau vẫn đang là cầu thủ Lô Tấn Thao trồng biên. Quyền để dứt điểm. Và trọng tài xác định là bóng đã chạm tay. Sẽ là một quả penalty dành cho Lô Tấn Thao. Bóng đập chân của João Gomes và đập vào cánh tay của anh Casemiro đối đầu với José Sá. Morris rất dễ dàng để đánh lừa được José Sá và một đều dành cho Luton Town. Bàn thắng thứ 3 của Luton Town tại Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay. Sau rất nhiều những nỗ lực thì Luton Town đã có được bàn gỡ hòa. Khi mà Luton Town đang bế tắc trong việc áp sát khung thành của José Sá thì quả thật João Gomes đã đem đến một món quà. Và món quà này đã được Morris đón nhận. Anh không từ chối cơ hội quá dễ dàng để đánh bại được thủ thành José Sá trong lịch sử của đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh. Cơ hội dứt điểm không được. Nakamba đã có một khoảng trống rất lớn ở trong vòng cấm và cũng không bị ai theo kèm. Mọi người đã để quên Nakamba một tình huống mà Doughty đã không phòng ngự tốt, nhưng chân sút bên phía Luton Town cũng không dứt điểm hay. Của Beckne. Cơ hội phối hợp dứt điểm. Vẫn đón vào lưới của cầu thủ bên phía Wolverhampton đang rung lên. Nhưng của Beckne đã bị thổi phạt việt vị. Chúng ta hãy cùng xem lại pha phối hợp này. Được chuyền vào của Burki. Rất nguy hiểm cơ hội. Có vào không? Quá cao. Quá cao sau pha dứt điểm vừa rồi của Woodrow. Một tình huống mà Woodrow không phải tung ra một cú sút mà đó là một cú lốp bóng. Pha ra vào của José Sá là rất nguy hiểm. Nhưng may mắn cho José Sá là ở pha bóng này Woodrow đã không tận dụng được cơ hội. Của Benny rất hay. Cơ hội dứt điểm đã không thể có được cú sút của Woodrow và đó là pha can thiệp của Boubacar Traoré. Pha phối hợp tốt của cầu thủ bên phía Luton Town nhưng Boubacar Traoré đã xuất hiện rất đúng lúc để ngăn chặn cú sút này của Woodrow. Cú sút cực kỳ nguy hiểm. Và đúng này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc cuộc đấu giữa Luton Town và Wolverhampton. Như vậy là Luton Town cũng đã có được điểm số đầu tiên trong lịch sử của đội bóng này tại giải Ngoại Anh. Đón Ngoại hạng Anh, APK Cộng giảm tới 50% chỉ từ 88.000 đồng một tháng, cùng cơ hội trúng lớn TV Samsung 75 inch 4K mỗi tuần, mỗi ngày.